Vượt qua quãng đường dài hơn 100 cây số từ thành phố Hải Phòng tới thủ đô Hà Nội, đội trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có mặt tại sân bóng đá trường Đại học Thủy lợi trước ngày vòng loại khu vực phía Bắc khởi tranh để làm quen với mặt sân. Đội bóng tới từ thành phố Hoa Phượng Đỏ đặt ra mục tiêu sẽ chinh phục tấm vé tham gia vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Đội Măng Đen lần thứ nhất năm 2023 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi di chuyển quãng đường hơn 100 km nhưng mà hiện tại sau buổi tập làm quen sân thì cảm thấy các em rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng cho trận đấu ngày chiều mai. Khó khăn thì chắc là quãng đường di chuyển hơi xa và thi đấu xa nhà thôi, còn đâu lợi thế thì vẫn là tinh thần trẻ khỏe của sinh viên trường tôi. Chất lượng mặt sân thì rất là tốt so với lại Hải Phòng bọn tôi, thấy mặt sân không có cao su, đá làm quen rất là dễ. Kỳ vọng của bọn tôi thì trong giải đấu này chỉ cố gắng giao lưu và học hỏi, và tôi mong muốn nhất là giành được vé vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tuấn Anh cho biết các cầu thủ trong đội đều là sinh viên đang theo học tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Họ đều mang tinh thần thi đấu thể thao văn minh, vui khỏe để trải nghiệm đam mê bóng đá tại giải. Mình không coi đó là việc mệt mỏi khi đội di chuyển từ dưới Hải Phòng lên trên trường Đại học Thủy lợi. Vì sáng nay ai cũng hào hứng để chuẩn bị trận cho trận đấu đầu tiên vào ngày mai gặp Đại học Đại Nam. Theo bản thân mình thì mình nghĩ là cả đội đều đoàn kết để có một bàn thắng thì đó là một thành công lớn của tập thể đội bóng của mình. Và mình mong muốn thì đội bóng mình luôn chắc chiu để có từng bàn thắng. Và mình cảm ơn giải đấu đã tạo cho mình và tất cả các bạn sinh viên có một sân chơi và giao lưu cọ sát để gặp gỡ nhau. Và mình xin chúc giải thành công tốt đẹp. Trong khuôn khổ vòng loại khu vực phía Bắc, đội trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ thi đấu hai trận gặp đội trường Đại học Đại Nam và đội trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Trong đó, trận ra quân gặp đội trường Đại học Đại Nam diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 2 là trận đấu chính thức đầu tiên của giải tại khu vực miền Bắc.